Xin chào các bạn, hôm nay Máy Ảnh Cũ Hà Nội sẽ trên tay review cho các bạn microphone Boya BY-M1 và chúng ta sẽ đến với nó nhé. Đây, xin giới thiệu các bạn chiếc microphone Boya BY-M1. Và hôm nay thì chúng mình sẽ trên tay mở hộp cũng như là giới thiệu qua và test thử cái tính năng của chiếc microphone này, xem nó có thể phù hợp cho những bạn làm vlogger, những bạn làm phóng viên hay là những bạn cần quay phim phóng sự nhé. Thì ở trên cái vỏ hộp chúng ta có thể đây là cái vỏ hộp của con Boya BY-M1 và ở trên đây thì nó có các thông số kỹ thuật thì mình có thể đọc qua. Đây là một cái mic đa hướng có tần số 65Hz đến 18.000Hz và là một cổng kết nối 3.5, dùng pin và đặc biệt là một sợi dây dài đến tận 6 mét và siêu nhỏ gọn 2,5g. Thì bây giờ mình sẽ bóc hộp nó ra nhé. Đây, bóc hộp nó ra thì chúng ta có gì? Đầu tiên đó là một cái thẻ bảo hành, một tờ hướng dẫn sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh và chúng ta có thể là bỏ qua em nó. Đây là sản phẩm chính của chúng ta thì được bọc trong một cái túi da khá là xịn sò và nhìn khá là chất, có túi rút để chúng ta có thể xoay đi xoay lại và chúng ta có thể bỏ vào túi. Đây là nhân vật chính của chúng ta, túi chống ẩm. Đây là chiếc mic Boya BY-M1. Đây, mình tạm thời để đây. Đây là túi phụ kiện của nó gồm những cái gì mình sẽ mở ra luôn. Đây các bạn có thể thấy được một chút nhé. Một miếng mút để mà lọc âm thanh cho các bạn khi mà các bạn làm việc ở trong điều kiện nó bị nhiều tạp âm thì nó sẽ lọc những cái tiếng ồn cho các bạn. Một cái thanh cài áo bằng kim loại khá là chắc chắn thì có thể là sẽ cài vào áo như mình đây. Mình sẽ cài vào áo ở đây và mình sẽ gắn cái mic vào. Thì như thế thì các bạn có thể yên tâm đi ra đường mà không sợ là vướng víu hay là dây rợ lằng nhằng. Nó rất là gọn cho những bạn làm phóng sự, phóng viên hay là làm vlog. Một cổng chuyển từ 3.5 sang 6mm. Cái này thì mình không biết là dùng cho cái gì nữa. Mình cái này từ rất lâu rồi mà mình chả bao giờ dùng được cái này luôn đấy. Không biết là chắc là các bạn sưu tầm đi. Và hết nào. Và còn nữa đó là một viên pin. Một viên pin tiểu. Pin không phải pin tiểu mà là pin gì đấy mình cũng chả biết nữa. Một viên pin. Viên pin này thì các bạn có thể thấy trong các cái điều khiển hay là các đồ chơi, đồng hồ gì đấy cho con. Ok, mình bỏ qua tất cả những thứ linh tinh mà có sang đây. Đây, và đây chính là nhân vật chính của chúng ta, Boya BY-M1. Thế các bạn có thể thấy đây là cái adapter để gắn viên pin vào. Đây mình sẽ mở ra. Đây thì ở chỗ khe này sẽ là có một khe để cắm viên pin và chúng ta sẽ lắp pin vào đây. Ở đây thì nhà cung cấp đã cung cấp cho chúng ta một cái, mình không biết là gọi là cái gì nữa, cái dây đi để dễ dàng nó phải rút pin ra nhưng mà sao khó phải. Ok, mình sẽ nhờ sự trợ giúp. Mình đã trở lại ở đây và trên tay mình là công cụ hỗ trợ mình gắp cái dây ra. Đây, và cái dây này thì nhà thiết kế nó rất là thông minh. Nó thiết kế đây để bạn khi đặt cái dây này vào và lắp viên pin vào thì các bạn lúc mà các bạn rút ra thay pin thì các bạn rút cái dây này thì nó sẽ rất là dễ dàng các bạn thay vì phải dùng đến những cái công cụ như này. Và trên này thì nó cũng có ghi rõ cực dương và cực âm ở trên cái này thì những bạn nào rành về công nghệ hay là quen thuộc với việc sử dụng thiết bị điện tử thì nó không còn là những điều gì khó khăn đối với các bạn. Mình sẽ lắp bên pin này vào. Ôi khó thế. Nào, ngồi vào đây nào. Đấy, gõ vào. Và đấy. Đây, ta. Sau đấy thì gắn vào thôi. Đây, và đây thì nó sẽ có hai cái. Đây là một cái cần gạt. Thì theo như nhà sản xuất nói thì cái Boya BY-M1 này nó có thể dùng được cho cả smartphone, máy quay, rồi là máy chụp ảnh. Và nó có thể dùng cho những cái đầu thu mà dùng jack 6mm này nữa. Thế nên là nếu mà các bạn quay bằng camera chuyên nghiệp dùng để quay ấy, các bạn gạt lên cái nút camera này. Còn nếu các bạn sử dụng điện thoại để mà các bạn ghi âm trực tiếp thì các bạn sẽ gạt xuống này. Và nó sẽ sử dụng pin của điện thoại để mà thu âm thay vì là dùng pin của chiếc BY-M1 này nữa. Và đây, tiếp đến thì đây mình có một cái cá cài vào đây. Thế đến nói qua về phần đầu thu quan trọng nhất. Thì đầu này theo như là sản xuất đây là một cái đầu đa hướng. Nó có thể thu được 360 độ. Và chất lượng thì nó, mặc dù nó là bằng nhựa nhưng mà chất lượng gia công mọi thứ thì nó khá là tốt và mình cảm thấy là thoải mái. Thì mình sẽ gắn vào đây và mình sẽ test thử cho các bạn xem là liệu thì cái chất lượng âm của con Boya BY-M1 này nó sẽ là như thế nào nhé. Thì liệu còn nó có đáng túi tiền với khoảng giá trên dưới 500.000 thì nó có đáng tiền để mà các bạn có thể là sở hữu nó hay không. Đây mình đã lắp cái bộ phận mút lọc âm của nó đây. Nó thêm một điều vô cùng đặc biệt nữa, đó là một sợi dây dài 6 mét. Và mình không biết là với sợi dây dài 6 mét này thì mình có thể làm gì với nó, liệu mình có thể cắt bớt đi một ít và mình có thể dùng vào việc khác không. Mình đang cầm một sợi dây dài 6 mét, mình không muốn mở ra nó sẽ rất là dài. Mình ok, mình sẽ, nhưng mình nghĩ cái này sẽ phù hợp với những bạn mà có thể là làm vlogger mà các bạn chỉ có một mình, các bạn set máy ở một điểm mà các bạn quay, sau đó là các bạn dùng cái mic này thu vào cái máy quay của các bạn, sau đó kéo một khoảng thời gian ra, một khoảng cách ra ấy. Các bạn sẽ có được các bạn chỉ cần một mình thôi, một mình các bạn cũng thể sử dụng được cái Boya BY-M1 này mà không cần đến những người cộng sự. Thì nó cũng thiết kế khá là thông minh, có điều là bây giờ mình sẽ phải test thử nó xem tiếng nó như nào nhé. Giờ mình sẽ test trên tay cho bạn âm thanh của chiếc mic Boya BY-M1 được thu trên ở đây thì mình đang có một chiếc điện thoại iPhone 6 và một chiếc Sony A6300. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem cái tiếng của con Boya BY-M1 này ở trên cái thiết bị này thì nó sẽ như nào nhé. Đầu tiên đây là chiếc A6300, mình sẽ thử cho các bạn xem cái tiếng của nó như nào. Thì trước khi các bạn lưu ý thì khi mà thử ở trên cái camera này thì các bạn nhớ gạt cái cần sang chế độ là camera nhé. Không quên thì nó lại không thu tiếng thì lại dở cho các bạn, nhất là các bạn làm việc mà các bạn quên thì rất là khó chịu. Đây. Chào tất cả mọi người, đây là âm thanh được thu từ mic Boya BY-M1 và được test ở trên chiếc Sony A6300. Xin chào tất cả các bạn đến với Máy Ảnh Cũ Hà Nội. Bây giờ mình sẽ test cái file âm thanh của mic Boya BY-M1 này trên chiếc iPhone 6 của mình. Và sau đấy là chúng ta sẽ nghe xem là cái chất lượng âm thanh nó như nào nhé. Alo, đây là file test của mic Boya BY-M1 trên điện thoại iPhone 6. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và xem kênh YouTube của Máy Ảnh Cũ Hà Nội. Các bạn, bây giờ thì mình sẽ test trên tay cái file âm thanh của con Boya BY-M1 này ở điều kiện ngoài trời. Thì mình đang sử dụng chiếc iPhone 6 của mình và lưu trực tiếp cái file âm thanh này. Thì ở xung quanh chỗ bọn mình đang test thì nó có một cái xưởng cơ khí và nó đang có rất là nhiều tạp âm lẫn xung quanh, chưa kể là tiếng xe cộ đi lại phía đằng sau mình nữa. Thế nên là mình sẽ test thử xem cái file âm thanh của con này liệu nó có ổn không nhé. Thì các bạn bắt đầu lắng nghe tiếng của bọn mình sau đây. Đấy thì các bạn có thể nghe đây là mình đang nói chuyện trực tiếp với các bạn bình thường và nó thu tiếng, nhưng mà bên cạnh đó thì nó vẫn đang thu những tiếng ở xung quanh bọn mình. Và sau cái file âm thanh này thì mình có thể nghĩ là các bạn có thể là có những cái quyết định sản xuất cho bản thân mình rằng liệu cái con Boya BY-M1 này có phù hợp với điều kiện ở ngoài trời hay không, hay là nó là phụ thuộc vào điều kiện nó phù hợp hơn với các bạn mà sử dụng cái quay vlog mọi thứ ở trong nhà. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi cái video của bọn mình. Xin thành cảm ơn.